Xin chào. Chào mừng quý khán giả đã quay trở lại với kênh YouTube của công ty Đồ gỗ Mỹ Nghệ Hướng Mai. Kính chúc quý khách có một ngày tràn đầy năng lượng, thành công và tích cực. Hôm nay Ngọc Anh và mẹ sẽ cùng nhau tham quan một căn phòng, một tầng gọi là tầng 3. Tầng này thì toàn bộ đều là gỗ, đều là bộ bàn ăn, và quý khách hãy cùng tham quan với Ngọc Anh và mẹ nhé. Xin chào quý khách. Ngọc Anh có thấy bộ bàn ăn tuyệt vời này không? Bộ bàn ăn này là một trong những bộ bàn ăn VIP nhất của công ty Đồ gỗ Mỹ Nghệ Hướng Mai. Các cái bộ bàn ăn này là thường thường là nếu như mà một cái sảnh rất là nhiều bộ thì họ có thể đặt cả một cái sảnh toàn bộ khách sạn bằng những cái bộ như này. Nó được làm bằng gỗ gụ và khảm toàn bộ bằng ốc Singapore. Thế mà thiết kế từ cái chân bàn của nó rất là kỹ càng, chắc chắn. Nhưng mà để trong phòng ăn thì nó lại vô cùng thoáng mà đẹp. Mà ngồi thì nó rất là dễ chịu. Rau chùi thì dễ dàng, mà cái dáng của nó thì sang đẹp quý. Nếu như mà nhà mà có nhiều món ăn thì để trên này, và mỗi khi ăn thì xoay như thế này thì sẽ ăn được nhiều món. Và nếu mà có đông người, khoảng tầm 10 người hay 12 người thì ngồi vào cái bàn này nó rất là ấm cúng. Nó gọi là bàn tròn, nó gọi là phú quý đấy con. Con đã từng nghe thấy bàn tròn, bàn ăn tròn là phú quý chưa? Các khách sạn này, các nhà VIP này, các nơi mà phòng ăn lịch sự là họ đều ăn bàn tròn hết. Thế và cái mẫu này thì rất là hiếm có. Những năm trước, ngày trước thì mình không có đâu. Đợt này có được 10 bộ, cũng là xuất phát từ những người nghệ nhân nhân dịp dịch là sáng tạo ra các hàng mới, hàng đẹp mà lại độc đáo nhưng mà lạ, nên là đã làm ra được những cái bộ này. Ngọc nhìn cái bộ bàn ăn ở bên đấy, chúng mình sẽ đi một dãy bên này và mẹ sẽ giới thiệu dần với lại con gái yêu là những cái bộ bộ bên cạnh đấy. Những bộ này này đẹp không? Đấy, cái chân bàn này, Ngọc nhìn chân bàn này đẹp lắm, mà dày dặn chắc chắn. Tầng 3 này là nơi để bàn ăn để công ty Đồ gỗ Mỹ Nghệ Hướng Mai bán, nhưng mà cũng là một nơi mà tổ chức các sự kiện. Ví dụ như là mỗi một tháng thì công ty Hướng Mai những ngày mà chưa có dịch thì có mời các thầy đến thỉnh giảng cho toàn thể cán bộ công nhân viên công ty Đồ gỗ Mỹ Nghệ Hướng Mai về nhân quả, về cách sống thiện lành, về những điều tốt đẹp, gieo cái gì thì gặt được những cái đấy. Nên là các bạn nhân viên thì Đồ gỗ Mỹ Nghệ Hướng Mai thì thường thường mỗi một tháng một lần là các bạn sẽ tụ tập ở đây để nghe giảng pháp. Có tháng thì hai lần, nhưng mà thường ít nhất là mỗi tháng một lần. Và nơi này là một nơi quy tụ rất là nhiều những đoàn khách tham quan, họ đến tham quan làng nghề và họ cũng xem ở đây. Hôm trước là công ty Đồ gỗ Mỹ Nghệ Hướng Mai trước ngày dịch là có đón tiếp 150 người, các anh chị đều là trường Đại học Kinh tế Quốc dân khóa 26 Đại học Kinh tế Quốc dân, có cả các thầy cô phó hiệu trưởng của trường Đại học Kinh tế Quốc dân và tất cả các khóa đấy. Và trong cái khóa học đấy thì có cả hai thầy là thầy Thích Đức Thiện, con biết thầy Đức Thiện không? Với lại thầy Thích Trúc Thái Minh là đều cùng cái lớp khóa 26 trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Và cái tiệc giá bạn thì vẫn còn để đây, và những cái bàn này là nơi mà đón tiếp tất cả các anh chị đấy, giao lưu rồi tìm hiểu về làng nghề truyền thống Mỹ Nghệ Đồng Kỵ. Đấy, bộ bàn ghế đẹp không còn. Cái chân này Ngọc Huyền, cái chân này, chân nó rất là vĩ đại, đẹp lắm, dày và chắc chắn, đúng không? Đây nữa này. Đấy, còn nếu như mà vẫn là bộ bàn tròn, nhưng mà cũng có nhà thì họ thích ngồi đệm chẳng hạn, thì có cái bộ này đệm cũng ngồi cũng dễ chịu lắm. Êm ái. Đây là một dãy bàn tròn. Ngồi từ đây mà nhìn ra, Ngọc có thấy đẹp không? Có. Vô cùng đẹp đúng không? Đấy. Thế và kia là cũng một cái bàn tròn bằng gỗ hương, nhưng mà kế kiểu khác. Mẹ sẽ giới thiệu cho Ngọc yêu biết được là cái bộ này. Con có biết bộ này tên gọi là gì không? Một bộ móc nách này. Đúng rồi, bộ móc, nhưng mà nó gọi là móc gì nhờ? Có hai câu trả lời đúng là móc bành và móc củ nạc. Thì con nghĩ đây là móc bành hay móc củ nạc? Móc bành. Giỏi. Tí lúc nào mà có bộ móc củ nạc, mẹ sẽ nói cho con là khác biệt giữa móc bành và móc củ nạc như thế nào. Đây là một cái sập để đi cùng với cái bộ móc này đấy con.
nó rất là đẹp, bằng gỗ hương của Lào, vừa sang vừa quý vừa rất là lịch sự, đúng không con? Lịch sự sang trọng đẳng cấp. Đây là những cái sản phẩm rất là độc đáo của công ty đồ gỗ mỹ nghệ Hướng Mai. Thế còn chúng mình sẽ tiếp tục đi sang các bộ bàn ăn. Mỗi một lần mà quý khách đến tầng 3 công ty đồ gỗ mỹ nghệ Hướng Mai thì sẽ thấy là nó được kê khác nhau. Bởi vì những bộ này mà gặp được một cái nhà hàng nào đấy, một cái khách sạn hay một cái khách sạn 5 sao nào đấy thì họ sẽ mua hết luôn. Và cuối cùng thì không biết bao lâu mới có được những cái đợt này, những cái bộ như thế này. Nên là tuy là như thế này nhưng có lúc lại không có tí nào. Đây này con này, nhìn này. Đấy, đây là một bộ bàn ăn. Cái bàn này ngồi rất là ấm cúng quây quần, có thể làm được bàn họp nữa. Nhưng mà làm bàn ăn thì sẽ được rất là nhiều người. Khi mà các cái bàn như là bàn viết của bàn họp ấy, là họ cũng có dùng bằng cái loại này, bởi vì nó rất là to, dài, rộng, và cái ghế ăn thì nó mẫu của, nó gọi là mẫu ngũ phúc lâm môn. Ngồi trông nó rất là sang trọng, nó cũng đẳng cấp mà trông cũng đẹp. Còn bên kia là một cái sập cổ xưa của công ty đồ gỗ mỹ nghệ Hướng Mai. Đấy, trông nó rất là sang nhưng mà nó lại đẹp. Mà nó kiểu cách những kiểu đấy là ngày xưa mà có những người mua đồ cổ là họ thích lắm. Đấy. Sập đấy có phải là sập móc không ạ? Đúng rồi, sập móc. Giỏi quá. Sập móc chúc chích. Nó đọc cả chúc chích nữa con ạ. Chúc chích là cái gì? Chúc chích là cái đục ở dưới đấy. Chúc chích, chúc chích, chúc chích. Đấy, còn đây này, đây là cái giường công chúa. Đấy, cung chủ choáng, ngày xưa tiếng Trung Quốc gọi là cung chủ choáng. Đấy, con thấy không? Cái này là ngày xưa bán buôn Trung Quốc nhiều lắm. Đây là một bộ bàn ăn mẫu đơn giản hiện đại mà bằng gỗ cẩm nai nhập khẩu. Cái bộ này ngồi cũng rất là thích, dễ chịu. Còn các cái mẫu này thì nó sẽ phù hợp với những nhà, ví dụ như là gì nhỉ? Nhỏ nhỏ xinh xinh, 6 ghế một bàn thôi. Còn cái bàn này thì sẽ kê được 10 ghế, 8 ghế. Kê nó rất là đẹp, mẫu bàn dài. Bàn này thì nó có đặc điểm là nó sẽ rất là chắc, bởi vì nó sẽ thiết kế được bằng 4 cái chân, cho nên là con rung kiểu gì nó cũng không thể nào lung lay được. Đấy, cái này nó hơn cái bàn Enip ở cái đấy. Thế và bên này cũng thế. Bên cái này là giường công chúa gỗ cẩm nai của Lào. Tiếng Trung Quốc gọi là cung chủ choáng. Thế còn cái này cũng là giường công chúa, nhưng mà giường công chúa kiểu này nó lại là một kiểu khác cái kiểu này. Đấy, và cái kiểu này thì rất là đẹp. Cái này hiếm hoi. Cái này cũng đẹp nhưng mà mỗi cái đẹp một kiểu. Nhưng cái này thì nó rẻ hơn cái kia nhiều lắm. Đây là một bộ bàn ăn mẫu kiểu hiện đại, trông cũng rất là sang. Còn cái bộ này thì nhỏ nhỏ xinh xinh, 6 người ngồi. Con ngồi con có thấy dễ chịu không? Nhà mà nhỏ nhỏ tầm 10 mét vuông thì kê cái bàn ăn này cũng hợp lý. Trông vừa hợp tình hợp lý mà trông cũng giản dị, đúng không? Chúng mình sẽ đi tiếp sang bên kia. Đấy, tiếp tục. Đây là một bộ bàn ăn rất là đơn giản, ghế của nó bằng gỗ hương của Lào. Trông rất là đẹp và ngồi thì dễ chịu. Và bên này là cái sập trúc chắc bằng gỗ chắc, sập ba thành con này. Sập trúc chắc ba thành bằng gỗ chắc, cái sập này vô cùng là hiếm hoi. Con xem cái câu chuyện có thật đấy, chìa khóa thành công ấy, thì những cái sản phẩm này là những cái sản phẩm rất là đẹp mà còn lại của cái thời kỳ khủng hoảng kinh tế toàn cầu, kinh tế thế giới. Đấy, nó đẹp lắm, kỹ lắm mà sang lắm, bằng gỗ chắc. Quý ơi là quý, cái bộ bàn ghế này cũng thế, bằng gỗ chắc. Ngày xưa ấy gỗ nó còn nhiều ấy, làm được to như thế này, tất cả làm dày như thế này này, từ cái này cũng dày này, kể cả cái bộ này cũng dày này, chân tay to mà đẹp. Đây con ngồi này, con ngồi con thấy những bộ này trông rất là đẹp, đẹp đẽ quý giá, đúng không? Ngồi có thấy dễ chịu không? Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười. An chú lời chánh niệm, giây phút đẹp tuyệt vời, đúng không? Đẹp lắm. Ngồi thì rất là dễ chịu, thư thái nhưng mà lại sang trọng. Đấy, chúng mình sẽ đi tiếp nhỉ. Đây là những cái hàng ngày xưa bằng gỗ chắc này, nhỏ nhỏ xinh xinh, mẫu rất là đẹp, điệu nghệ sang trọng, nhưng mà cây vào phòng thì rất là sang. Những cái bộ chắc này cũng thế. Ngọc
Ngọc có biết cái tủ cổng này dùng để làm gì không? Để ngăn cách các phòng với nhau. Ngoài tên gọi là tủ cổng, nó còn có tên gọi là gì? Tủ này đâu? Tủ phong thủy. Nó làm cho cái phong thủy cái nhà nó đẹp ấy. Nó đẹp. Con có thấy cái kiểu ghế này đẹp không? Kiểu ghế ăn này đẹp không? Đẹp lắm. Vô cùng là đẹp đúng không? Ngồi thì rất là dễ chịu, nâu thì sạch sẽ, mà dùng thì bền nâu, phí hóa. Chúng mình sẽ lại đi tiếp nhé. Đây là cái bộ bàn ăn mẫu kiểu mới vô cùng luôn. Sập chắc này con này, đấy, các sập ba thành mảng gỗ chắc. Các câu chuyện, những câu chuyện của chương trình Chìa Khóa Thành Công là chính nói về cái thời kỳ mà sản xuất ra các sản phẩm này đây này con. Đấy, đây bộ bàn ăn này nó làm bằng đệm da, ngồi thì đơn giản. Cái này thì nó kiểu thanh mai trúc mã nhỉ, thanh thoát phải không? Mình nghĩ là chắc là hợp với các nhà chung cư, trông nó cũng lạ lạ, đúng không? Ngồi thì dễ chịu mà kiểu dáng thì cũng hợp lý nhỉ. Đấy, và cái bộ sập chắc này, bàn ghế chắc này con này, con nhìn này, đấy đẹp lắm. Chúng mình sẽ lại đi tiếp. Đây nữa này, cái bộ móc chắc, cái này để nguyên gỗ mộc nhé Ngọc nhé. Đấy, đẹp không? Thị xịn không? Nhẵn. Cái này không có người ngồi mấy, có người ngồi nó bóng như là sừng ấy. Càng dùng nó càng bóng càng đẹp. Thế còn bộ bàn ghế này cũng thế này, ngồi thì rất là đẹp, mà gỗ cẩm nai này con, cẩm nai nhập khẩu. Đấy, dễ chịu không? Ngọc. Đây, bộ trúc này này, giờ chúng ta còn quá nhiều hàng luôn đúng không? Quá nhiều hàng đẹp. Quá nhiều hàng đẹp đúng rồi. Đấy, đây này, đây là cây sập bằng gỗ chắc để mộc. Cái này để nguyên gỗ không có đánh gì cả. Ừ. Cái bộ bàn ghế này cũng thế này. Còn đây là Bác Hồ, tượng Bác Hồ, Bác Hồ Chí Minh này. Con thấy cái thần của Bác đẹp không? Nghệ nhân họ Đục đẹp không? Đẹp lắm, đẹp vô cùng luôn. Bác Hồ đẹp đúng không nào? Bây giờ ngưỡng mộ cán bộ công nhân viên Hướng Mai quá, họ Đục rất là đẹp. Cái gì cũng đẹp hết ạ. Mẹ không xem thôi, xem cái gì mẹ cũng thấy đẹp chết rồi. Chết. Cái này cũng thế này, cái sập này này con thấy đẹp không? Trông nhỏ nhỏ xinh xinh gọn gọn nhưng mà đẹp lắm. Bằng gỗ cẩm nai, đợi gỗ để nguyên mộc. Nhìn trông nó vừa đẹp vừa đẳng cấp. Cái tủ trẻ kia cũng thế, tủ trẻ gỗ sắc, đẹp lắm. Ừ. Đẹp không? Ừ. Cái tủ này cũng thế này, gỗ chắc 13 ô, ngày xưa gọi là tủ chắc 13 ô. Cái mẫu đấy là mẫu của triều đình Huế đấy con. Ừ. Và cái này bây giờ chỉ còn những hàng còn lại thôi, chứ còn bây giờ không thể sản xuất được. Bởi vì gỗ nó quá là quý luôn. Trên này có bục tượng Bác, nhà mình đang để tượng Phật, đẹp lắm. Sang trọng mà trang nghiêm. Hướng Mai cùng con gái kính chúc quý khách mạnh khỏe, hạnh phúc, tràn đầy năng lượng, thành công. Bây giờ Hướng Mai và con gái sẽ đưa quý khách đến hai cái bộ bàn ghế chắc rất là đẹp để quý khách nhìn ngắm xem. Và khi nào mà quý khách đến tham quan thì hãy đến, nếu mà muốn xem bàn ăn hoặc các bộ gỗ chắc thì hãy đến tầng 3 công ty đồ gỗ mỹ nghệ Hướng Mai để xem các cái sản phẩm, nếu mà đủ duyên sẽ mua về. Thế và cuộc đời này luôn công bằng theo cách riêng của nó. Nhân quả có thể đến muộn nhưng nhất định là có. Gieo mầm thiện ác gặp được quả thiện, gieo mầm ác sẽ gặt nhân ác. Bạn thấy lời của Phật hay không? Đấy. Hướng Mai giới thiệu quý khách bộ bàn ghế gỗ chắc cột 12, bộ Minh Quốc voi đục rất là nhiều tiền vàng bằng gỗ chắc, nó rất là đẹp, vô cùng quý và sang. Ngọc thấy sờ thấy không?
Đấy, ngồi thích lắm. Quý ơi là quý. Đấy, thành thơi. Và bên này nữa thì là một bộ trúc. Bộ trúc bằng gỗ chắc. Bộ trúc bằng gỗ chắc vô cùng đẹp. Ừ. Cái bộ Minh Quốc trúc này là được làm 100% bằng tay và các nghệ nhân họ làm. Những cái này ngày xưa thì có, bây giờ không ai sản xuất nữa. Bởi vì làm nó rất là tốn công. Đặc biệt là bây giờ gỗ chắc nó không còn nữa, cho nên là những bộ này nó gần như là nó gọi là di sản này, tài sản. Nó không sản xuất được nữa, gỗ nó cũng không còn, thế giờ nó là cái gì? Nó rất là đẹp đúng không? Người ta bảo là cái gì còn lại thì cái đấy là văn hóa mà. Khi mà tất cả mọi thứ mất đi thì cái gì còn lại cái đấy là văn hóa. Thế thì không biết nó là cái gì nhưng mà nó rất là quý và nó rất là đẹp. Thế và những cái bộ này thì để tổ zig zag khi mà mình kê đặt lên các cái nhà ấy thì trang trí vào nó rất là đẹp, rất là xinh. Trên này cũng thế, nó để từng cái ô một, cái này thì nó là làm theo kiểu đôi lọn lục bình, còn cái này là tủ zig zag toàn bộ bằng gỗ chắc hết, và khi mà để vào nhà thì rất là sang trọng. Xin chào quý khán giả Hướng Mai và con gái Trử Thị Ngọc Anh. Xin kính chúc quý khách luôn luôn mạnh khỏe, tràn đầy năng lượng, thành công. Xin gửi niệm lành đến toàn thể gia đình quý khách có được năm phước báu của Đức Phật là sức khỏe, sống lâu, diện mạo đẹp, thành công và trí tuệ. Xin gửi lời biết ơn tới quý khán giả đã nhiều năm mua sản phẩm của đồ gỗ mỹ nghệ Hướng Mai. Những người khách đang xem trên video trên YouTube của đồ gỗ mỹ nghệ Hướng Mai, những người mà rất là có thiện chí với công ty đồ gỗ mỹ nghệ Hướng Mai, công ty Hướng Mai xin tri ân tất cả mọi người và luôn luôn chúc những cái điều tốt đẹp nhất đến với gia đình quý khách. Xin cảm ơn và sẽ hẹn quý khách vào tầng 4 của công ty đồ gỗ mỹ nghệ Hướng Mai. Còn đây là tầng 3 của số 1 Hướng Mai Center, số 1 Đồng Kỵ, công ty đồ gỗ mỹ nghệ Hướng Mai. Khi nào mà đủ duyên hết dịch mời quý khách đến tham quan. Nếu như một quý khách yêu thích đồ gỗ mỹ nghệ Hướng Mai có thể mua sắm về gia đình, hy vọng là sẽ mang lại những điều tốt đẹp cũng như là may mắn cho toàn thể gia đình quý khách. Ngọc Anh yêu quý có chúc gì không? Chúc quý khách luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin chào, xin cảm ơn.